Hello, hello! Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ở Việt Nam, các bạn đã bước qua là ngày thứ năm rồi. Và hôm nay đây chúng ta cũng đã chứng kiến Bitcoin đạt đỉnh mới các bạn đạt cái mức là 95.000 đô lần đầu tiên và chúng ta vẫn đang ở gần cái mức đó bây giờ là 94.950 đô rồi các bạn chúng ta cũng đang thấy được là giá Bitcoin đó thì liên tục đạt đỉnh mới tuy không phải là đột phá các bạn nghĩa là tăng lên khoảng chừng là 1.000 đô là 1.000 đô 1.000 đô nhưng mà chúng ta cũng tiếp tục thấy được là giá Bitcoin đã vẫn rất là mạnh hiện bây giờ và chúng ta cũng đã từng nói đến những cái thời gian trước đây các bạn có nhớ đi hôm nay đó tuy là cái cảm giác khi mà chúng ta đạt được Bitcoin all time high đó thì cảm giác như thế này các bạn <laughs> Bitcoin đạt được đỉnh mới rồi chúng ta lại tiếp tục như là không có chuyện gì xảy ra thì một phần đó là tại vì chúng ta cũng không phải thấy là giá bitcoin đột phá như thường dự chia sẻ nó lên một ngàn đô rồi một ngàn đô lên một ngàn đô, đô nhưng mà cũng rất là rất là tốt luôn các bạn chúng ta cũng đã nhớ đó những cái thời điểm như cái đây vài tháng khi mà chúng ta nhìn những cái chỉ số như là chứng khoán của hoa kỳ liên tục đạt đỉnh chúng ta nhìn những cái chỉ số như là vàng đạt đỉnh liên tục thì lúc đó chúng ta cũng mơ ước có thể thấy được Bitcoin đạt đỉnh cùng với những chỉ số đó và gần đây chúng ta cũng nhìn thấy Bitcoin liên tục đã đỉnh mới rồi cho nên chúng ta cũng nên tận hưởng cái thời điểm này. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ nói tới rất nhiều những tin tức tốt ngày hôm nay, ngày hôm qua, ngày trước đó. Ngày trước đó nữa các bạn rất nhiều tin tức tốt nhưng mà chúng ta cũng không thấy giá Bitcoin đột phá cứ tăng từ từ như vậy thì có một vài điều các bạn cần nên hiểu thứ nhất đó là giá bitcoin càng ở mức này càng lâu thì đối thuận càng tốt chúng ta đương nhiên là muốn thấy giá bitcoin đột phá tăng mạnh cái mức giá mà chúng ta đã chờ đợi bao nhiêu năm qua rồi các bạn có thể nói là từ năm 2021 tới bây giờ chúng ta đã chờ đợi cái mức giá là 100.000 đô cho nên đó là một cái mức giá mà có thể nói là rất nhiều người mong đợi có thể thấy được Nó sẽ là một cái dấu ấn rất quan trọng cũng như là khi Bitcoin đạt được 10.000 đô các bạn Và khi mà Bitcoin đạt được 1.000 đô trước đó Nhưng mà tại vì rất là nhiều người chờ đợi cái mức 100.000 đô đó thì các bạn cũng nên có một cái sự chuẩn bị tâm lý là càng tới gần 100.000 đô đó chúng ta có thể càng thấy nhiều người chốt lợi hơn. Chúng ta cũng nói mới đây đó là có nhiều thông tin tốt ngày hôm nay, ngày hôm qua, ngày trước đó nhưng mà chúng ta cũng không thấy giá đột phá. Có nghĩa là những thông tin này đã không có đủ để thu hút cái dòng tiền cần thiết để có một cái sự đột phá các bạn. Ít nhất là bây giờ là như vậy khi mà kết thúc video này các bạn xem đó, thì hãy comment bên dưới xem coi là mức giá lúc đó là như thế nào trường hợp tốt đó là chúng ta tiếp tục thay bitcoin đi ngang ở cái mức này và chúng ta có thể thấy là một cái dòng tiền chảy vào altcoins bitcoin đi ngang cái mức này càng lâu đó thì sẽ càng có một cái nền tảng các bạn lỡ như chúng ta có một sự điều chỉnh thì ít nhất mức này sẽ là cái nền tảng mà chúng ta đã có một cái thời gian tích lũy tại vì chúng ta cũng đang nhìn thấy được là từ khi mà trong đắc cử các bạn có thể nói là bắt đầu ra từ ngày 5 tháng 11 lúc mà chúng ta đang xem tình hình bầu cử tổng thống lúc đó đó thì giá bình khôi các bạn có thể thấy được là chỉ có 66.000 đô rồi từ hôm đó tới bây giờ đã tăng liên tục mà không ngừng nghỉ các bạn không có một cái sự điều chỉnh nào đáng kể hết và trong một cái sự tăng trưởng như mà nào mà đã theo dõi kênh ít nhất một năm qua cũng nên thấy được là những cái đợt điều chỉnh 20% là điều hoàn toàn có thể xảy ra trước khi mà tiếp tục tăng trưởng cho nên các bạn cũng phải có cái tâm lý đó nhất là Chúng ta càng tiến gần tới 100.000 đô 100.000 đô là con số tâm lý rất là quan trọng Nhưng mà 100.000 đô cũng là con số mà nhiều người đặt ra Từ rất lâu rồi các bạn để chúc lời Cho nên chúng ta cũng phải có cái sự chuẩn bị tâm lý Nếu như 100.000 đô chúng ta không thấy điều chỉnh Thì quá tốt các bạn Chúng ta sẽ tiếp tục tăng trưởng còn mạnh hơn nữa Tại vì tôi nghĩ 100.000 đô sẽ là cái thời điểm Mà chúng ta còn thấy nhiều người quan tâm hơn Nhiều đài truyền hình quan tâm hơn là bây giờ nữa các bạn Hôm nay tuy là chúng ta thi được giá Bitcoin đã đạt được cái mức cao mới nhưng mà thường biết tại sao mà nhiều bạn cũng không cảm thấy hào hứng lắm tại vì Tình hình của altcoins thì ngày hôm nay không được tốt lắm các bạn. Chúng ta cũng có một vài đồng xanh giống như là Floki. Tại vì Floki đã được list trên sàn Coinbase các bạn. Nhưng mà phần lớn là màu đỏ các bạn. Vốn hóa của cả thị trường đó, Bitcoin hôm nay thì tăng 3%. Nhưng mà cả thị trường nữa thì vốn hóa không thay đổi. Và nhiều altcoins thậm chí còn giảm hôm nay các bạn. Ngoài chỉ chúng ta có XRP đó thì tăng 1.6%. Là một trong những đồng mà tăng mạnh trong giờ một tuần qua các bạn. Tăng tới 61%. Solana tăng 1%, chúng ta có Cardano tăng 39% trong vòng một tuần qua và hôm nay tăng thêm 4.5% nhưng mà phần lớn như thường vừa chia sẻ là một màu, màu đỏ nhưng mà chúng ta cũng nên tận hưởng những cái ngày mà chúng ta thấy bitcoin vẫn tốt các bạn nếu như bitcoin không tốt đó, thì có thể là altcoin còn xấu hơn nữa và hôm nay là một trong những ngày mà chúng ta thấy thị trường chứng khoán đó, thì cũng không có rõ ràng và cũng đã có một cái sự điều chỉnh trong cái thời gian vài ngày qua các bạn chúng ta cũng thấy được là vàng đã có một cái sự điều chỉnh sau khi đạt đỉnh mới liên tục bây giờ đó chúng ta chứng kiến bitcoin cũng trong thời điểm đạt đỉnh mới liên tục cái gì nó cũng cần phải có thời gian các bạn và đầu tư dài hạn đó, chúng ta cần phải có một cái sự kiên nhẫn và riêng về altcoin sao tôi biết là nhiều bạn lưu chữ altcoin hơn là bitcoin nhưng mà riêng về altcoin tôi không có nói riêng một đồng nào nhưng mà nói chung về thị trường altcoin thì sẽ lại có lúc bùng nổ nữa các bạn và lúc đó đó thì mỗi ngày oco nói chung nó có thể tăng 20%, 30% phần trăm ba phần trăm mỗi ngày nữa các bạn lúc đó đó là những cái lúc mà các bạn không thể tưởng tượng được cái sự tăng trưởng của thị trường oco sẽ mạnh như thế nào lúc đó đó thì cái phần trăm tăng trưởng của bitcoin sẽ chậm lại các bạn nhưng mà để thấy được ngày đó chúng ta cần phải có thêm thời gian và quan trọng là chúng ta muốn tiếp tục thấy Bitcoin tốt các bạn chứ nếu không đó, thì chúng ta cũng sẽ không thấy dòng tiền chảy vào Coins đâu. Hôm nay đây chúng ta cũng có những cái thông tin như là các bạn thấy được là Tether tiếp tục in thêm các bạn và đương nhiên Tether CEO đó cũng đã chia sẻ là chỉ in sẵn trên Ethereum nhưng mà chưa phát hành. Tether đó in liên tục rồi các bạn nhìn thấy được là cái đây là biểu đồ vốn hóa của Tether một năm qua các bạn một năm trước đó chúng ta nhìn thấy Tether chỉ có 88 tỷ mà thôi và cho tới ngày hôm nay ra một năm sau là 130 tỷ và đặc biệt đó chúng ta nhìn thấy in rất là nhiều ngay sau ngày mà tổng thống Trump đắc cử các bạn. Đây là dấu hiệu có rất là nhiều nhu cầu muốn có Tether các bạn cũng là dấu hiệu có thể là những sàn giao dịch họ cần Tether tại vì có nhiều người có nhu cầu giao dịch, có nhiều người sử dụng hơn. Và quan điểm của Thuận các bạn cũng đã biết rồi, khi các bạn so sánh cái biểu đồ vốn hóa của Tether với lại giá của Bitcoin đó thì rất rõ ràng. Những cái thời điểm vốn hóa của Tether đi ngang đó chính là những thời điểm không tốt cho Bitcoin các bạn Khi mà Tether in thì chúng ta mới có sự an tâm và Tether vẫn tiếp tục in trong cái thời gian gần đây Và chỉ trong vòng một tháng qua thôi các bạn nhìn thấy được là một tháng trước Vốn hóa của Tether chỉ có 120 tỷ mà bây giờ đã tới 130 tỷ Nghĩa là trong vòng một tháng họ đã in thêm 10 tỷ đô la các bạn 10 tỷ đô la là con số rất là lớn đổ vào trong thị trường này Chúng ta nhìn vào vốn hóa hàng ngày đó thì chúng ta nói ồ nhìn vào Bitcoin đi Thì vốn hóa của Bitcoin đó là lên tới cái mức là 1,8 nghìn tỷ thì chúng ta có 10 tỷ in ra từ Tether đâu có thấm thía gì đâu nhưng mà cái chúng ta đang nói đến là vốn hóa các bạn vốn hóa đó có nghĩa là chúng ta lấy cái mức giá giao dịch gần đây nhưng cho bao nhiêu Bitcoin trên thị trường còn tiền tươi đi vào thị trường này là một chuyện khác thì các bạn chúng ta cần ít tiền hơn để có thể đẩy cái phần trăm vốn hóa nhiều hơn chúng ta cũng thấy được một công ty khác nó gần đây cũng in không kém đó chính là Circle các bạn Circle vẫn là đồng stablecoin lớn thứ nhì và nó được ưa chuộng chủ yếu là thuận biết là ở châu Âu và ở Hoa Kỳ nhiều hơn nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là họ cũng in gần đây hôm nay đã họ in thêm 141 triệu và chúng ta nhìn thấy được vốn hóa của USDC đó thì cũng tăng trưởng trong vòng một năm qua và cũng tương tự như là Tether các bạn ta cũng thấy có một cái sự tăng trưởng mạnh sau cái ngày bầu cử sau khi mà Trump đắc cử. Nhưng mà điều thú vị đó là đối với lại Circle thì cũng có lúc họ in cái số chẳng các bạn nhưng mà thường là họ không có in một con số kinh khủng như là Tether mỗi lần là 1 tỷ thậm chí nhiều khi 2 tỷ thì công ty Circle họ cũng in. Nhưng mà thường nó thì ít hơn Tether rất là nhiều khoảng chừng là 250 triệu mà thôi các bạn. Và họ cũng thường in những con số nó rất là cụ thể như các bạn nhìn thấy được là hôm nay họ in 141 triệu 054.304 USDC có thể là một ai đó đó thật sự cần cái số lượng chính xác như thế này để làm một chuyện gì đó nhưng mà chúng ta cũng tiếp tục thấy là hai đồng xe bột kho lớn vẫn tiếp tục in tiền và chúng ta cũng đã thấy được thị trường chứng khoán đó thì hôm nay ra sao các bạn hôm nay đó thì chứng hoa kỳ cũng không phải là một ngày tốt lắm đấy các bạn chúng ta có chỉ số nasdaq đã có một sự điều chỉnh nhỏ là 0.11% chúng ta có chỉ số s&p 500 đó là không thay đổi và chỉ số dow jones tăng 0.32 các bạn nhưng mà sau khi đóng cửa ngày hôm nay thì cả ba chỉ số điều đó chúng ta có nasdaq futures tiếp tục giảm 0.47%, chúng ta có chỉ số S&P Futures giảm 0.35 và Dow Futures thì giảm 0.12%. Hiện bây giờ, chỉ số mà trước đây có sự tương quan cao với lại Bitcoin chính là Nasdaq các bạn. Nasdaq là cái chỉ số mà có nhiều công ty công nghệ trong đó. Nhưng mà gần đây các bạn cũng đã thấy rõ ràng là không phải lúc nào Nasdaq và Bitcoin cũng đi cùng một xu hướng đâu các bạn. Các bạn cũng thấy rất rõ ràng là gần đây Bitcoin có cái xu hướng riêng rồi Chỉ số Nasdaq không ổn nhưng mà Bitcoin vẫn tiếp tục tiến tới Và chúng ta thậm chí nhìn vào vàng đi thì cũng tương tự Các bạn nhìn thấy được là Bitcoin và vàng đó thì cũng có cái lối đi riêng Gần đây vàng có sự điều chỉnh, Bitcoin vẫn tiếp tục tăng các bạn Hôm nay đó thì vàng đã có một cái sự hồi phục trở lại tiếp tục Và mức là 2.658 đô Thì cái lý do được đưa ra bây giờ đó là liên quan đến chiến tranh giữa Nga và Ukraine đó Thì đang tiếp tục rất là căng thẳng các bạn Sau cái sự việc thuần chia sẻ ngày hôm qua liên quan tới... Giữa Ukraine đã tấn công dùng biên giới của nước Nga sử dụng vũ khí của Hoa Kỳ và vàng đã lại tăng trở lại nhưng mà các bạn thấy được là gần đây khi mà vàng giảm nó bitcoin vẫn tăng chúng ta thường hay nghĩ tới bitcoin như là vàng điện tử thì cái đó là chúng ta nghĩ tới về cái phương diện trù tượng thôi các bạn chứ còn trên căn bản đó bitcoin về dài hạn không có đi theo bất kỳ một tài sản nào khi các bạn nhìn vào cái biểu đồ liên quan tới cái độ tương quan đó, có khi tương quan cao với lại chứng khoán Hoa Kỳ có thể là tương quan cao với lại vàng nhưng mà nhìn xa ra đó thì Bitcoin có một cái xu hướng đi riêng và điều này rất là quan trọng các bạn tại vì một trong những lý do một số người đầu tư và Bitcoin không phải tại vì họ tin vào một cái blockchain phi tập chung không phải là họ tin vào tài sản chủ giá trị mà họ cần phải đa dạng hóa trên một đầu tư họ xem Bitcoin bây giờ crypto bây giờ nói chung đây và Bitcoin nói riêng họ xem đó như là một cái mảng đầu tư mới các bạn thấy được là những người có tiền thì họ sẽ đa dạng hóa để giảm đi rủi ro thì họ sẽ đầu tư vào bất động sản họ đầu tư vào chứng khoán họ đầu tư vào vàng họ đầu tư vào trái phiếu miễn là mảng đầu tư đó là mảng đầu tư khác biệt thì họ sẽ đầu tư vào và yeah, bây giờ họ xem bitcoin như là một bản đầu tư hoàn toàn khác cho nên khi mà bitcoin không có sự tương quan cao thời gian dài với bất cứ tài sản nào thì nó sẽ có giá trị với những người đầu tư đó và đối với thuận thì thuận cũng không có xem bitcoin thật sự là vàng 2.0 các bạn thuận xem bitcoin như một tài sản đu trữ giá trị dài hạn hơn chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu đó thì các bạn thấy được hôm nay vẫn tiếp tục dưới 70 đô bây giờ là 68 đô 87 cent cho một thùng dầu còn về một số thông tin Ngày hôm nay ảnh hưởng đến thị trường tài chính ở Hoa Kỳ Chúng ta có Target các bạn Target là một cái siêu thị mà có thể nói là Rất nhiều người sử dụng Hầu như hàng ngày bản thân thuận đó Thì hầu như tuần nào cũng mua sắm Ở siêu thị Target các bạn Rất là dễ mua đồ, đồ sử dụng hàng ngày Siêu thị này đã báo cáo lợi nhuận không như kỳ vọng các bạn dẫn đến đó, cổ phiếu ngày hôm nay đã giảm 21.41% đây là một công ty lớn ở Hoa Kỳ các bạn một siêu thị lớn mà chúng ta nhìn thấy được là cổ phiếu đó có thể giảm 21% trong vòng một ngày chúng ta nhìn thấy được là cái độ dao động của cổ phiếu Hoa Kỳ cho dù là cổ phiếu lớn này nữa cũng rất là dao động luôn một điều nữa là cổ phiếu Target sắp sửa trả cổ tức các bạn nhưng mà nhìn chung nó thì nhiều người xem đây là một cái dấu hiệu đỏ có thể là những người dân của Hoa Kỳ họ đang phải chi tiêu ít hơn các bạn tại vì tình hình kinh tế đã không được ổn. Chúng ta cần phải chờ thêm thông tin nhưng mà chúng ta cũng đã thấy được là ít ra riêng về Target thì họ đã không có một cái quý như mong đợi. Chúng ta cũng thấy được là nhìn chung đó thì những cổ phiếu liên quan đến crypto ngày hôm nay thì có tăng có giảm các bạn. Chúng ta thấy được là MicroStrategy tiếp tục tăng các bạn. Hôm qua đã tăng thường nhớ là 10 9%, trước đó là 14%, hôm nay tiếp tục tăng thêm 10.05% thì đương nhiên đó, cổ phiếu MicroStrategy ngày hôm nay lại đạt đỉnh mới. Bây giờ mức là 473 đô 83 cent cho một cổ phần các bạn. Chúng ta nhìn thấy được hôm nay đó thì cổ phiếu của Coinbase điều chỉnh một chút 1.4%. Chúng ta nhìn vào cổ phiếu của công ty đào Marathon thì lại tăng gần 14% nhưng mà cũng đã nhớ là gần đây họ đã thông báo là họ sẽ vay mượn thêm để mà đi thu mua thêm bitcoin các bạn dẫn đến cổ phiếu tăng trở lại à, nhưng mà còn về riot thì đây cũng là công ty đào bitcoin thì giảm một phần trăm nói chung là có tăng có giảm các bạn nhưng mà chúng ta cũng có một công ty lớn khác cũng đã có một cái báo cáo quý rất là tốt đó chính là nvidia các bạn nvidia đó chúng ta nhìn thấy được là cái báo cáo thu nhập của họ là 35 mươi 0 tỷ đô la so với lượng ước tính là 33.16 tỷ đô la và lợi nhuận của họ tính trên mỗi cổ phần đó là 81 cent thay vì ước tính là 75 cent nghĩa là họ đã có một cái quý thu nhập rất là tốt nhưng mà cổ phiếu đó thì vẫn giảm các bạn không phải nhiều nhưng mà đã giảm xuống các bạn nhìn thấy được là giảm khoảng chừng là 0.76% rồi sau khi đóng cửa giảm thêm 2.53% cho dù họ đã có một cái thu nhập rất là tốt có thể là hiện tượng sell the news thì chúng ta quan tâm tới Nvidia đó tại vì đây là cái công ty nó không phải trực tiếp liên quan đến crypto nhưng mà họ sản xuất những con chip liên quan tới AI các bạn và Thuần cũng đã nhìn xem coi là ngày hôm nay đó thì những cái đồng liên quan tới AI có tăng hay là không Tại vì thường sẽ tăng khi mà chúng ta thấy cổ phiếu Nvidia tăng Nhưng mà ngày hôm nay đó thì cổ phiếu Nvidia giảm Và phần lớn những cái đồng liên quan tới AI đó cũng không có tăng ngày hôm nay chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái tin tức khác các bạn thì cái tin tức khác liên quan tới thị trường tài chính nói chung là chúng ta có lạm phát tại Vương quốc Anh đã tăng lên 2,3% các bạn trong tháng 10 mới đây thì cũng đã cao hơn là ước tính. Chúng ta nói về cổ phiếu MicroStrategy đi. Hôm nay đó là chúng ta thấy được là cổ phiếu của MicroStrategy là cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất các bạn. Hồi sáng nay chúng ta thấy được là cái volume giao dịch của MicroStrategy còn nhiều hơn cả Nvidia nhiều hơn cả Tesla. Điều này đó rất là quan trọng tại vì chúng ta có thể thấy một cổ phiếu tăng nhiều hay là giảm nhiều trong một ngày thì nó chỉ nói một phần của câu chuyện mà thôi câu chuyện khác đó là cổ phiếu đó có quan trọng hay là không. Thì câu trả lời là Michael Strauss là một cổ phiếu quan trọng các bạn. Tại sao chúng ta biết? Tại vì cái khối lượng dịch rất là nhiều. Các bạn có thể nghĩ tới như thế này, chúng ta có hai đội quân, hai đội quân nó chuẩn bị đánh với nhau. Trận chiến này có quan trọng hay là không? Thì làm sao chúng ta biết? thì trận chiến này có quan trọng hay là không đó thì một yếu tố đó chính là mỗi bên đem theo bao nhiêu quân các bạn giống như là mỗi bên chỉ đem theo có 100 quân thôi thì nó cũng không quan trọng nhưng mà nếu như đây là trận chiến mà mỗi bên nó đem theo tới 10.000 binh lính thì nó quan trọng hơn nhiều so với cái trận chiến mà mỗi bên chỉ đem theo có 100 binh lính mà thôi thì cái đó chính là volume các bạn chúng ta nhìn thấy được là cổ phiếu MicroStrategy thì tăng liên tục gần đây nhưng mà nó có quan trọng hay là không thì ngày hôm nay đã câu trả lời là nó quan trọng tại vì volume rất là nhiều hy vọng các bạn hiểu điều mà tôi muốn nói đây và hôm nay đã thì cổ phiếu của MicroStrategy đã đi vào top 100 công ty có vốn hóa lớn nhất các bạn Hiện bây giờ đứng hạng thứ 93 Hôm nay đã tăng 18 hạng các bạn <laughs> Rất là kinh khủng luôn Và nói tới uh, MicroStrategy đó, Thì các bạn cũng nên nhớ là gần đây họ nói là họ sẽ huy động thêm 1,75 tỷ đô la để mà mua thêm Bitcoin Bây giờ họ đã nâng cái mức đó lên là 2,6 tỷ đô la Tại vì cái số lượng người mà muốn cho MicroStrategy vay không lời đó quá đông luôn các bạn. Các bạn cứ nghĩ người ta muốn cho vay 0% <laughs> nhiều đến mức mình phải nâng cái mức bán trái phiếu lên. Michael Saylor đó thật sự cũng đã tìm được một cách có thể in tiền từ không khí các bạn để mà thu mua Bitcoin. Có thể nói là đổi nợ thành một tài sản đó chính là Bitcoin. Đương nhiên chúng ta cũng đã từng nói đến Michael Saylor gần đây rồi các bạn. Michael Saylor đó không có gì bàn cãi ngay bây giờ. Chính là một anh hùng trong thị trường crypto này các bạn có thể thuyết phục được rất nhiều công ty và có thể kích hoạt một cái lý thuyết trò chơi liên quan tới những công ty muốn tích lũy Bitcoin chúng ta sẽ nói thêm nhiều chi tiết nữa nhưng mà các bạn thấy được là thứ nhất về dài hạn đó, thì chúng ta có thật sự muốn chỉ thu mua tất cả hay là không? Thì đương nhiên câu trả lời là không rồi các bạn. Tại vì sẽ còn nhiều người sau này muốn thu Bitcoin các bạn. Và chúng ta muốn Bitcoin có được cái sự lưu trữ bởi nhiều người. Chứ không phải là chỉ một nhóm nào đó. Nhưng mà đây là một thị trường tự do các bạn, bất cứ ai cũng có thể thu mua Bitcoin. Và thứ nhì, bây giờ mọi thứ đều tốt cho đến khi mọi thứ không tốt nữa. Có rất là nhiều những cái sự lo lắng lỡ như chúng ta thấy giá Bitcoin giảm trong cái mùa đông crypto kế tiếp. Một lần nữa đó thì sẽ như thế nào các bạn? Giống như là giảm 60, 70, 80% thì sẽ ra sao? Thì tương lai chúng ta không biết nhưng mà hiện tại đó thì chúng ta biết là năm 2022 đó Bitcoin đã giảm mạnh về 15.000 đô từ 69.000 đô thì lúc đó Michael Strauss chỉ vẫn ổn nhưng mà kế tiếp thì sao lúc đó mới biết được các bạn nhưng mà chúng ta bây giờ hãy tận hưởng những cái khoảnh khắc mà chúng ta thấy cái sự FOMO cấp công ty đang diễn ra mạnh mẽ hiện bây giờ và mỗi một mùa đó thì giờ chúng ta đều có nhân vật chính bị <laughs> khử các bạn thì không biết lần này có phải là Michael sailor hay là không chúng ta Tới đâu mới biết được, bây giờ chúng ta hãy tận hưởng và cổ phiếu của MicroStrategy đã tiếp tục đạt đến mới ngày hôm nay. Và có một cái cộng đồng, có thể là nhiều bạn cũng đã rất quen thuộc, rất nổi tiếng các bạn đó chính là cộng đồng Wall Street Bets ở trên Reddit. Chúng ta cũng đã từng nói đến, thường nhớ là video ngày hôm qua, rất là nhiều những trader ở trên cộng đồng Wall Street Bets này đó, họ short cổ phiếu MicroStrategy hay là họ mua put như là họ bearish các bạn nhưng mà cổ phiếu này ra hết ngày này tới ngày kia cứ tăng liên tục như vậy khiến cho họ lỗ hết lần này tới lần khác các bạn có nên nhớ thường chia sẻ nhưng hôm qua rất là nhiều những cái trader cũng đã phản nàn <laughs> nó là họ không hiểu tại sao cổ phiếu này cứ tăng và, tăng và tăng và tăng và họ tiếp tục short và short thì họ tiếp tục bị thanh lý và ngày hôm nay lại có thêm một người nữa các bạn và người này đã nói gì người này đã nói là MicroStrategy nắm giữ 331.000 BTC với tổng tài sản rồng trị giá giá là 30 tỷ đô la nhưng vốn hóa thị trường lại lên tới 100 tỷ đô la và người này sẽ mua quyền chọn bán nghĩa là mua put có nghĩa là mua quyền được bán các bạn nghĩa là rất là bearish hiểu đơn giản là đánh xuống thì người này nói tiếp là Michael Strategy có một mảng kinh doanh cốt lõi đang chết dần và hiện bây giờ nó đang dựa vào Bitcoin, một thứ thậm chí còn không có thật, chỉ cần tắt máy tính và Bitcoin biến mất. Ngoài ra nó không có công dụng hay là mục đích gì cả. <laughs> Các bạn thấy được là cổ phiếu đó thì sẽ có lúc điều chỉnh đó là điều hiển nhiên rồi. Và như thường vừa chia sẻ tương lai của cổ phiếu này như thế nào đó thì chúng ta cũng không có dám chắc 100%. Nhưng mà cái sự hiểu biết về người này về Bitcoin và MicroStrategy đó đã sai rồi các bạn. Cho nên thật sự người này cũng không hiểu là MicroStrategy đang làm gì. Thứ nhất là bạn cần phải hiểu họ đang làm gì rồi sau đó các bạn mới có thể ra quyết định là cái đó nó sẽ dẫn đến kết quả như thế nào. Nếu các bạn thật sự hiểu, giống như là một ai đó thật sự hiểu là MicroStrategy đang làm gì, họ hoàn toàn có thể là có suy nghĩ là cái này nên nó sẽ khiến cho công ty bị sụp đổ hay gì đó và họ có thể là short hay là mua put. Cái đó là điều bình thường các bạn đó là cái suy nghĩ của họ và quyết định của họ nhưng mà trước hết các bạn cần phải hiểu là Michael Strauss đang làm gì <laughs> các bạn thấy được là người này trên căn bản không có hiểu nói là công ty Michael Strach chỉ nắm giữ có 331 ngàn BTC à, với giá trị rộng là 30 tỷ đô la nhưng mà vốn hóa đó thì à, tăng lên tới 100 tỷ đô la và hơn nữa thì nếu chúng ta nhìn vào tài sản rộng của tất cả công ty trên thị trường chứng khoán đó so với lại vốn hóa trên thị trường thì nó làm sao mà so sánh được các bạn. Tất cả đó đều bị phóng đại lên. Chúng ta cứ nghĩ đến công ty như là Nvidia, Apple các bạn tính tài sản rồng đi các bạn tính tất cả những cái bất động sản họ có các bạn tính tất cả những máy móc họ có rồi các bạn so với lại vốn hóa là 2.000 tỷ đô la thì đương nhiên làm sao mà so sánh được các bạn đó là điều đầu tiên điều thứ nhì nữa là người này nói đó là Michael strategy dựa vào Bitcoin một thứ thậm chí không có thật và chỉ cần tắt máy thôi các bạn chỉ cần các bạn bấm cái nút tắt máy thôi thì Bitcoin sẽ biến mất đó là cái sự chia sẻ của người này Thật đáng tiếc các bạn, các traders ở trên uh, subreddit WallStreetBets uh, tiếp tục short hoặc là mua quyền chọn bán put option dựa trên MicroStrategy dù đã thua lỗ liên tiếp qua nhiều giao dịch. Điều mà khiến thuận ngạc nhiên là giá trị cút lõi của cái subreddit này của WallStreetBets uh, là kiếm tiền và phản đối cái văn hóa thị trường truyền thống Điều này đã dẫn đến cái sự bùng nổ của câu chuyện GameStop chúng ta cũng đã biết đến rất là nổi tiếng năm 2021 và những cái meme stock. Tuy nhiên Mặc dù có tư tưởng tương đồng với những nhà đầu tư Bitcoin, tại vì chúng ta cũng như vậy các bạn, chúng ta cũng đã đầu tư vào một cái mảng đầu tư mà Wall Street và những công ty lớn họ cười nhạo chúng ta. Chúng ta cũng không quan tâm đến những văn hóa thị trường truyền thống và cuối cùng đó thì các bạn thấy được là thị trường Bitcoin vẫn tiếp tục phát triển, nhưng mà hầu hết họ lại ghét Bitcoin các bạn. Những người trong subreddit này đó không thích Bitcoin và thậm chí nếu bạn nói về hay là thảo luận về Bitcoin trên diễn đàn này đó bạn có thể bị ban, thật đáng tiếc luôn. Và có một bạn comment bên dưới này rất mắc cười để thằng chia sẻ với các bạn. Đó chính là cơ hội trả thù của tài phiệt Mỹ đã đến rồi. <laughs> <laughs> tại vì các bạn có nên nhớ là cái vụ GameStop đó thì à, lúc đó đã khiến cho một số những cái công ty tài chính của Mỹ đó đã thua lỗ rất nhiều các bạn và thuận nhớ Citadel là một trong những cái quỹ hedge fund đã thua lỗ cực kỳ nhiều tại vì không ngờ là cái nhóm người trên Wall Street này có thể là cùng nhau gặp tiền lại để mà có thể đẩy giá cổ phiếu GameStop lên khiến cho cái lệnh số của họ đã gặp vấn đề rất là lớn và thua lỗ rất là nhiều. À, bây giờ đó thì à, chúng ta cũng thấy được là Wall Street đã quay lưng để mà ủng hộ thị trường crypto này rồi và họ cũng ủng hộ MicroStrategy các bạn thì đây chính là cơ hội nếu như mà họ thật sự muốn trả thù <laughs> Wall Street Best, các bạn bằng cách là tiếp tục đẩy giá bình không mà tiếp tục đẩy giá của MicroStrategy lên cao để mà càng quét <laughs> những đỉnh số này. <laughs> Chúng ta bây giờ hãy tiếp tục nói về Microstrategy. Hôm nay có rất nhiều tin tức uh, liên quan tới Microstrategy các bạn. Chúng ta thấy được là ngân hàng quốc gia của Thụy Sĩ. Chúng ta đang nói đến là ngân hàng quốc gia của Thụy Sĩ các bạn. Đó chính là ngân hàng trung ương của một quốc gia đã tăng cổ phần trong Microstrategy thêm 904,7%. Không phải là họ tăng một ít các bạn, họ tăng đó là 904%. Nghĩa là mua thêm 421.600 cổ phiếu, nâng tổng số lên là 468.200 cổ phiếu. Chiếm 0,26% cổ phần thì giá là hơn 78 cho là 79 triệu đi các bạn. Chúng ta có thể thấy được là họ mua một ít cổ phiếu của MicroStrategy quý trước đó. Rồi trong quý 3 mới đây đó có nghĩa là trong thời gian là từ tháng 6 tháng 9 á, thì họ hầu như đã tăng lên cực kỳ nhanh luôn các bạn. À, họ cũng đã có được một cái trải nghiệm và bây giờ họ muốn có hơn mà có hơn họ gấp rút mua thêm. Và hôm nay đó chúng ta lại có thêm một công ty nữa đi theo góc chân của Michael Strategy. Đó chính là công ty có tên là Hot Therapeutic các bạn. Đây là một công ty dược phẩm sinh học giai đoạn lâm sàng niêm yết trên sàn Nasdaq đã công bố kế hoạch dự trữ chiến lược Bitcoin và dự định mua tới 1 triệu đô la Bitcoin. 1 triệu đô la không phải là nhiều đó một công ty các bạn. Nhưng mà các bạn cũng đã nhớ ngày hôm qua đó chúng ta có công ty LQR cũng muốn mua 1 triệu đô la. Và đây là sự khởi đầu. Các bạn thấy được là khi mà một ai đó đã bắt đầu có một cái gì đó trong thêm crypto này rồi họ lại muốn thêm và thêm nữa thôi nghĩ và thùng với các bạn cũng như vậy thôi nhớ là sau khi mà mua những cái bitcoin đầu tiên đó giống như là thụ mua 100 đô đầu tiên thôi sau đó đó thì lại có nhu tiền hiểu thêm và tìm hiểu thêm và rất nhanh chóng muốn tích lũy thêm và tích lũy thêm và CEO của công ty này đã nói là khi bitcoin tiếp tục phát triển thu hút sự chú ý của nhà đầu tư và được chấp nhận như một loại tài sản chính. Chúng tôi tin rằng Bitcoin sẽ đóng vai trò như là một tài sản dự trữ kho bạc mạnh mẽ. Và các bạn đang thấy hiện tượng FOMO ở cấp độ công ty đang diễn ra hiện bây giờ. Và chúng ta cũng hiểu tại sao. Tại vì các bạn thấy được là ở Hoa Kỳ đó, nói riêng thì chúng ta thấy là cái nợ công đó thì liên tục tăng lên. Đương nhiên Hoa Kỳ không phải là quốc gia duy nhất các bạn chúng ta nhìn vào cái bảng nợ công đó thì tăng lên liên tục. Cái đó là Trung Quốc, kế đó nữa là Ấn Độ vân vân rất là nhiều luôn các bạn và Nhật Bản. Thì các bạn nhìn thấy được là nợ công của Hoa Kỳ ngày hôm nay đã đạt 36 000 tỷ lần đầu tiên và nó tiếp tục tăng và tiếp tục tăng và nợ công càng tăng nó có nghĩa là cây tiền lãi phải trả cho cái số nợ càng tăng lên các bạn dẫn đến lại in tiền lại lạm phát nữa và chỉ có một cách duy nhất là các bạn phải đầu tư mới tránh khỏi lạm phát mà thôi và mã nào bây giờ nhiều quan tâm nhất các bạn có cái sự tăng trưởng mạnh nhất trong vòng 16 năm qua đó chính là Bitcoin chúng ta thấy được là Elon Musk và Vivek Ramaswamy ngày hôm nay cũng đã đưa ra một cái thông báo đó là họ sẽ ra mắt một cái podcast có tên là Dosecast các bạn để chia sẻ về quá trình hoạt động của bộ phận hiệu quả chính phủ hay còn gọi là Department of Government Efficiency nhằm giúp người dân Hoa Kỳ hiểu rõ hơn về cách các cơ quan chính phủ lãng phí tiền thuế như thế nào. Thì đây là một cái bộ phận nhiều bạn hỏi là tại sao chúng ta không thấy ở trong danh sách chính thức khi mà chúng ta nghe tổng thống Trump bổ nhiệm người này làm bộ trưởng này người kia là bộ trưởng kia. Tại vì đó, cái này nó cũng không phải là một cái bộ phận gọi là chính thức à, đây nó giống như là một cái chiến lược một cái project của tổng thống trump các bạn và theo ông hiểu đó cái bộ phận này đó sẽ hoạt động cho đến thuận nhớ là khoảng giữa năm 2026 như là họ sẽ hoạt động họ sẽ tìm hiểu họ sẽ phỏng vấn rất là nhiều người trong chính phủ họ sẽ tìm hiểu xem có là tiền thuế đi vào cái danh mục nào được chi tiêu ra sao tại vì các bạn thấy được là chúng ta có rất là nhiều những cái bộ phận họ sử dụng tiền nhưng mà họ không có sao kê được các bạn họ không có thể nào mà có thể kiểm toán được đây đó là một cái project của tổng thống trump để có thể tìm hiểu và sau đó đó thì hai người này sẽ đưa ra những cái ý kiến là nên giảm bớt nhân viên ở khu này nên giảm bớt nhân viên khu kia nên cắt nơi này nên cắt nơi kia các bạn để có thể khiến cho chính phủ hoa kỳ ha, hoạt động hiệu quả hơn và tiền thuế đó sẽ tốt hơn cho dù là các bạn thuộc về đảng nào đi nữa tôi nghĩ là một cái cảm giác chung mà người dân hoa kỳ có hiện bây giờ đó là họ luôn có cái sự nghi ngờ và bất mãn là tiền thuế của họ đóng quá nhiều nhưng mà lại không có nghĩ là được chi tiêu chính đáng Bây giờ đó đây là một cái cơ hội để cho người dân Hoa Kỳ có thể tiếp cận được với những cái thông tin mà họ đã muốn có từ trước đến giờ các bạn. Nhưng mà đó cũng không phải điều mà thường quan tâm nhiều ở trên channel này các bạn. Điều thường quan tâm hơn đó chính là cái tên viết tắt của cái bộ phận này. Đó chính là DOS các bạn. Và đương nhiên đó, đây không phải là một cái sự ngẫu nhiên rồi. Đây là cái tên viết tắt được lựa chọn trực tiếp bởi Elon Musk. <laughs> và các bạn có biết Elon Musk rất thích Troll và rất thích Doge. Và cái mà người dân Hoa Kỳ sẽ nghe tiếp tục là Dodge 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 các bạn liên tục. Và chúng ta thì được được là đây là một người đó được chia sẻ bởi elon musk một người mà hình như thấy cái này là từ tiktok hay là gì đó thường cũng không rành các bạn nhưng mà người này đó chia sẻ nói chung thì cô chia sẻ gì cũng không quan trọng đâu cô chia sẻ về một cái quyển sách được viết trước đây bởi một người nào đó rồi nói về cái quyền lực của những quốc gia như là Hoa Kỳ sau này đã sẽ bị thâu tóm và sử dụng như thế nào vân 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 nhưng mà điều mà thùng cảm thấy thú vị đó là cô này thì phần cuối nó nói là chúng ta sẽ có một cái cơ hội để có thể thay đổi tất cả đó chính là chúng ta có Elon Musk và Vivek Ramaswamy sẽ làm gì các bạn sẽ có một cái bộ phận của tên là Doge để cân bằng lại tất cả và cô này đã chia sẻ thì các bạn thấy được là mặt cũng rất là nghiêm chỉnh để mà chia sẻ những cái vấn đề nghiêm chỉnh thì điều này dễ hiểu thôi nhưng mà tới cái phần mà nói về cái bộ phận này đó với cái tên là Doge thì cô này cũng không thể mà không cười được các bạn để thường chia sẻ cái phần này of các bạn có thể thấy là cái nụ cười của cô khi mà cô nói Doge rồi Đương nhiên là cô biết cô đang làm gì <laughs> Các bạn thấy được chúng ta sẽ nghe Doge, Doge, Doge Nó có liên quan tới đồng Doge là không ấy Đương nhiên là không rồi các bạn Nhưng mà mọi người sẽ nghĩ đến đồng Doge Đó là điều tôi muốn chia sẻ đây với các bạn Và chúng ta bây giờ hãy dành thời gian để mà nhìn vào tình hình của Bitcoin ETF Thì hôm qua là một ngày mà rất là tốt luôn các bạn Chúng ta thấy là kết thúc đó là có dòng tiền dương lên tới 829 triệu Có thể nói dòng tiền dương này đó đã, đã có thể che lại cái dòng tiền ra vào ngày 14 và ngày 15 mới đây và mỗi một trong lý do là tại vì chúng ta đã có options dựa trên Bitcoin ETF rồi các bạn và như thường chia sẻ ngày hôm qua nó cho mọi người cơ hội để có thể triển khai những cái chiến lược khác nhau như là liên quan tới việc là bán option để có thêm thu nhập vân vân thì điều này sẽ dẫn đến là nhiều người muốn sở hữu cổ phần của Bitcoin ETF hơn và chúng ta theo được ngày hôm nay thì vẫn chưa có tất cả thống kê nhưng mà hiện bây giờ dòng tiền dương là 146.9 triệu phần lớn đó là đến từ Fidelity chúng ta vẫn đang chờ BlackRock ngược lại đó thì thì tình hình của Ether ETF đó không có được lạc quan lắm các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là ngay bây giờ đó chúng ta tiếp tục chứng kiến dòng tiền ra. Chúng ta đã có một tuần rất là tươi đẹp trước đó các bạn. Nhưng mà một tuần vừa qua đó thì chúng ta lại thấy là dòng tiền ra liên tục. Hôm nay đã đang âm 47 triệu các bạn. Chúng ta có dòng tiền ra đến từ Rayscale không nói rồi. Nhưng mà dòng tiền ra tiếp tục đến từ Fidelity. Và chúng ta có hai ngày liên tục dòng tiền âm đến từ BlackRock. thì đương nhiên, đối với Ethereum đó thì giá cả cũng tăng nhưng mà không có thể so sánh được với lại Bitcoin và những cái mạng lưới tương tự. Thì nhiều bạn cũng cảm thấy được là không được vui. Bản thân thuận đó thì cũng lưu trữ Ethereum. Các bạn đã biết là ngoài trên Bitcoin ra đồng thường lưu trữ duy nhất thứ nhì đó chính là Ethereum rồi thường cũng có lưu trữ một số đồng khác như là Cardano thì vẫn tiếp tục lưu trữ mình thôi các bạn như thường đã chia sẻ ở đầu video đó, cái gì cũng phải cần có thời gian đầu tư dài hạn đó là chúng ta cần phải có một cái sự kiên nhẫn Ngoài trừ để các bạn không còn tin tưởng nếu mà thôi cái đó là chuyện khác nếu các bạn vẫn nghĩ đây là một cái dự án phát triển các bạn vẫn có lòng tin thì cái chúng ta cần chính là thời gian bản thân thuận đó thì hiện bây giờ vẫn tiếp tục lưu trữ cái số lượng Ether mà thường có từ trước tới bây giờ. Hy vọng là cái lòng kiên nhẫn của chúng ta được thành đáng các bạn. Và chúng ta hãy nhìn vào phần trăm Bitcoin có lời thì hiện bây giờ ở mức là 99.2% thì dễ hiểu thôi các bạn. Bây giờ Bitcoin đã hơn 94.000 đô rồi. Chúng ta nói đến Bitcoin đã lên tới mức là 90.000 đô rồi chúng ta nói Bitcoin lên tới mức là 91, 92, 93. Bây giờ đã hơn 94.000 đô rồi. Thì chỉ những ai mua ngày hôm nay hơn 94.000 đô đó thì mới không có lời mà thôi. Thì các bạn có thấy được một điều đó. Khi mà chúng ta có cái phần trăm bị cho có lời dựa theo class no, đi vào cái dùng màu đỏ này nghĩa là hơn 95 phần trăm có lời thì cũng không có nghĩa là nó sẽ điều chỉnh lập tức nhưng mà càng ở đây càng lâu đó thì chúng ta càng có nguy hiểm các bạn các bạn có thể thấy được là tại sao mà bây giờ nhiều người có lời như vậy mà chúng ta không thấy bất cứ một cái sự điều chỉnh nào đơn giản thôi tại vì đây là cái phần trăm bị cho có lời chứ không phải là phần trăm lời bao nhiêu các bạn cũng có thể mua giá bị không có đây vài ngày mức là 90.000 đô thì bây giờ các bạn vẫn đang có lời hiện bây giờ nhưng mà không có nhiều đến nỗi mà các bạn muốn chốt lời khi mà giá càng tăng lên chúng ta càng ở trong vùng này càng lâu thì cái nguy hiểm chúng ta có sự chốt lời hàng loạt càng nhiều và như thường đã chia sẻ đầu video đó thường nghĩ là càng tới gần 100 trăm đô chúng ta cần phải có một cái sự chuẩn bị tâm lý không có nghĩa đó sẽ xảy ra các bạn nhưng mà chuẩn bị tâm lý sẽ tốt hơn khi mà nó xảy ra tại vì sớm muộn gì sẽ có một sự điều chỉnh chúng ta không biết là mức nào. Các bạn luôn có một sự, sự chuẩn bị tâm lý đó thì khi nó xảy ra các bạn sẽ không có bị bất ngờ. Bây giờ đó thì tình hình vẫn ổn. Chúng ta tiếp tục thấy được là cái sự hứng thú đó liên quan đến crypto đó vẫn đang mức tốt. Chúng ta nhìn thấy được là cái ví Phantom đó, bây giờ đã vượt qua khỏi Google Chrome ở trên cái App Store của iOS ở Hoa Kỳ các bạn. Nghĩa là nhiều người gần đây tại cái ví Phantom hơn là Google Chrome nữa. Chúng ta cũng có thông tin liên quan tới Flowkey như thường chi sau đầu video đã được list trên sàn Coinbase và đây là lý do tại sao mà chúng ta thấy Flowkey có cái sự tăng trưởng ngày hôm nay và khi mà thị trường sôi so động nên chúng ta lại có những câu chuyện rất là thú vị các bạn như là câu chuyện này đã đây là một người chỉ có 13 tuổi mới thôi các bạn người này 13 tuổi đó đã tạo ra một cái token trên phân một cái meme coin rồi sau đó là đâm lên trên những cái nhà đầu tư các bạn và kiếm được ba 50.000 đô Rồi sau đó các bạn thấy được đó là đã có những hành động như thế này <laughs> <laughs> và các bạn đã thấy được đó là cái cộng đồng phải như thế nào sau khi mà bị đâm lên trên đầu với cái meme coin này và cậu bé này kiếm được 30.000 đô thì cộng đồng nó đã cùng nhau đẩy giá của cái đồng meme coin này lên tới cái mức là 70 triệu đô la có nghĩa là cái số lượng mà cái cậu bé này kiếm được nếu như mà vẫn giữ cái token đó đó là có thể lên tới là 3 triệu đô la các bạn nhưng mà cuối cùng chỉ kiếm được có 30.000 đô mà thôi và các bạn thấy được là cậu bé này đó thì dựa theo tài liệu on-chain đã di chuyển cái số lượng tiền mình kiếm được ngày hôm nay là 30.000 đô đó có thể là di chuyển uh, lên trên uh, một cái trang web. Trang web này đó là dùng để mà các bạn mua những cái gift card và có khả năng đó là đi mua những cái uh, v bất để mà chơi game Fortnite các bạn. <laughs> Tôi nghĩ là về việc cộng đồng đẩy cái giá token này lên để uh, người này cảm thấy được đó là đã bỏ lỡ đi 3 triệu đô la có thể kiếm được 3 triệu nếu như mà không có rất thua mọi người thì điều đó cũng được thôi nhưng mà các bạn thấy được một điều khác nữa đó là nhiều người bây giờ chia sẻ là cậu bé này tên gì, học ở đâu, vân vân tôi cảm thấy làm gì đó thì cũng khá là nguy hiểm đó là một điều mình thường hoàn toàn không ủng hộ trên mạng chúng ta có thể là có những quan điểm khác nhau chúng ta có thể là có những cái lời nói qua lại có thể là không được hay nhưng mà nếu như một ai đó Dox một người khác có nghĩa là cho những người trên mạng biết người này tên gì ở đâu làm gì vân vân đó thì cái đó là không hộ đó các bạn tại vì làm gì sẽ có thể nguy hiểm đến người đó chúng ta cũng thấy được là có một cái thông tin khác nữa cũng khá là thú vị trên màn hình đó, chúng ta có đương nhiên là Michael Saylor ngồi chính giữa rồi kế bên chính là Scotty Pippen các bạn đây là một cầu thủ chơi bóng rổ đó thường nhớ là như vậy tại vì thường không phải là người mà xem bóng rổ nhưng mà người này đó khi mà chúng ta thấy thị trường sôi động đó, thì lại nói là đã từng gặp Satoshi rồi và gặp năm trăm 93 các bạn <laughs> đừng chia sẻ cái clip ngắn này với các bạn Và cái điều mà Thuận muốn các bạn để ý đó Chính là khi người này nói là đã gặp Satoshi Năm 1993 Và Satoshi đã nói người này đó Nên nghĩ đến uh, Bitcoin Nhưng mà lúc đó làm gì có Bitcoin các bạn <laughs> Thì uh, cái bản mặt của Michael Saylor rất là mắc cười đừng chia sẻ để các bạn Có thể uh, thấy được Thuận muốn nói gì You mentioned you met Satoshi in Seattle in 1993. <laughs> yes. You also he also came to you in a dream. Uh, you have a nice relationship with Satoshi. I feel like I do. Yeah. Uh, I feel like I have a story to tell. Uh, Marco definitely uh, have an opportunity to meet him back uh, 1993. <laughs> không có được uh, vui các bạn nghĩ là người này không biết có bị gì hay là không. Nhưng mà Scotty Pippen cũng là người ủng hộ crypto các bạn và bây giờ đó thì Scotty Scottie Pippen đã có Bitcoin rồi nhưng mà mua năm ngoái chứ không phải năm 1993 <laughs> nhưng mà lúc đó làm gì có Bitcoin để mà mua. <laughs> Nhưng mà cái video khác đó thì nó nghiêm túc hơn các bạn. Đây là cái sự chia sẻ đến từ tỷ phú Mike Và cũng như là thùng đã chia sẻ trong những video trước đó, tổng thống Trump đã kích hoạt Bitcoin Game Theory. Nhưng mà thường nghĩ là các bạn nghe một nguồn khác đó, nó sẽ có cái sự đa chiều hơn. thường chia sẻ để các bạn có thể nắm bắt được những gì được chia sẻ bởi tỷ phú Mike Again, it's a it's a whole different paradigm because it forces every other country in. Countries are already buying it. I've got a dear friend, the guy that actually turned me on to Bitcoin in 2013, who's in the Middle East right now, and he said he's never seen anything like it. He's he's convincing more people to buy Bitcoin in the three days he's been there than any time in his whole career, uh, and there are huge pools of capital. And so we're seeing something globally when Trump. Advocated in Nashville that he was going to be a crypto president, a Bitcoin president, and now he's the president. Let me tell you, other leaders heard that, and so I think we're 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 strapping in for what could be an amazing rally. Donald Trump sẽ đến từマイネバレス các bạn và nói tới tổng thống Trump. Nào, chúng ta hãy nói tới dự luật Bitcoin của Hoa Kỳ, cái dự luật mà được ủng hộ bởi tổng thống Trump nhưng mà được. giới thiệu bởi thượng nghị sĩ Cynthia thì có một số điểm mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ở trong dự luật này có 7 điều. Điều đầu tiên đó là thiết lập quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược thì điều này nghĩa là thành lập một mạng lưới phân quyền các cơ sở lưu trữ Bitcoin an toàn được phân bổ trên toàn Hoa Kỳ. Điều này đó thì cũng dễ thôi các bạn, chỉ cần là tổng thống Trump ký một xác lệnh thì có thể tạo ra một cái quỹ dự trữ chiến lược Bitcoin nhưng mà nếu muốn mua thêm Bitcoin tại vì Hoa Kỳ cũng đã có khoảng chừng là mười mấy tỷ đô la Bitcoin rồi. Giữ số đó đó thì đơn giản thôi nhưng mà nếu muốn mua thêm thì phải có luật được thông qua bởi quốc hội à, và các bạn thấy được là chương trình mua bitcoin này được thứ nhì được nói tới trong dự luật này bộ tài chính sẽ mua 200.000 bitcoin mỗi năm trong vòng 5 năm tổng cộng là một triệu btc nghĩa là 5% phần trăm của số lượng bitcoin các bạn cỡ đó và giữ tối thiểu đó là 20 năm Cái đó đó được thứ ba là hệ thống chứng minh dự trữ công bố báo cáo hàng quý được kiểm toán bởi bên thứ ba độc lập và chứng nhận bằng công nghệ mã hóa đây là một điều mà các bạn thấy được là làm được với lại Bitcoin nhưng mà không làm được với lại vàng Bao nhiêu năm qua đâu có ai kiểm toán vàng Hoa Kỳ có đâu bao nhiêu các bạn chúng ta chỉ có thể tin mà thôi Fort Knox có bao nhiêu Bitcoin bên dưới chúng ta cũng không có biết Chúng ta chỉ nghe chính phủ Hoa Kỳ bộ tài chính chia sẻ và chúng ta tin đó là sự thật mà thôi Nhưng mà với Bitcoin đó thì tất cả đều rõ ràng hết có thể kiểm toán có thể xem được trên blockchain Điều thứ tư trong dự luật này đó là hợp nhất tài sản Bitcoin hiện có toàn bộ Bitcoin với các cơ quan khác nắm giữ sẽ được chuyển vào quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược như là cái số lượng Bitcoin được lưu trữ bởi bộ tư pháp hay là cái số lượng được lưu trữ bộ tài chính sẽ chuyển vào cái quỹ này. Điều thứ năm là sự tham gia tự nguyện của những bang các bang có thể tham gia tự nguyện bằng cách gửi hoặc là rút tiền từ các tài khoản được phân tách riêng biệt thì điều này đó có thể là khó hiểu hơn với những bạn nào mà không sống ở Hoa Kỳ tại vì ở Hoa Kỳ chúng ta có chính phủ liên bang và chính phủ ở những cái tiểu bang khác nhau của bạn gọi là những tiểu bang khác nhau nhưng mà trên căn bản đó liên bang và tiểu bang hai cái này đó họ cùng nhau chia sẻ quyền lực chứ không phải là cái nào lớn hay cái nào hết giống như, như chúng ta nói tới là hạ viện và thượng viện thì không có viện nào lớn hơn viện nào có bạn hai viện đó thì chia sẻ quyền lực quyền lực khác nhau một cái số quyền lực đó thì chỉ có tiểu bang có mà thôi và liên bang không có giống như là về việc là phát hành bằng lái đó thì chỉ có tiểu bang có thôi liên bang không được can thiệp vào và có một số điều cấm ở liên bang nhưng mà tiểu bang cũng không quan tâm giống như là liên quan đến cần xa cần sa đã cấm ở cấp độ liên bang nhưng mà ở tiểu bang đó thì vẫn có thể là cho phép cần sa các bạn thấy được là nó có một cái sự khác biệt rất là lớn và trên căn bản đó một tiểu bang có thể nhìn một góc nhìn khác đó chính là một quốc gia khác nhau tại vì tiểu bang có thống đốc và chúng ta có quốc hội riêng cho tiểu bang đó và những tiểu bang họ hoàn toàn có thể có chiến lược dự trữ bịch riêng của họ và chúng ta cũng đã thấy gần đây đã có một số những tiểu bang họ muốn có cái luật riêng để tự lưu trữ bịch và hôm nay chúng ta thấy được là một nhà lập pháp ở bang Texas Giovanni Capiglione muốn Texas trở thành nơi đầu tiên có quỹ dự trữ chiến lược Bitcoin và cái được nói đến trong cái dự luật liên bang đó là những tiểu bang có thể tình nguyện gửi Bitcoin của họ để được dự trữ chung với lại liên bang và điều thứ sáu được nói đến đó chính là bù đắp chi phí 6 tỷ đô la đầu tiên từ lợi nhuận rồng hàng năm của cục dự trữ liên bang sẽ được chuyển vào quỹ dự trữ Bitcoin và điều thứ bảy được nói đến đó chính là bảo vệ quyền sở hữu Bitcoin khẳng định quyền tự quản lý Bitcoin của chính phủ Hoa Kỳ không để người dân bị tịch thu Bitcoin, người dân có thể sở hữu Bitcoin một cách hợp pháp. Các bạn thấy được là chúng ta đang chứng kiến một cái thời đại mới cho crypto ở Hoa Kỳ. Đương nhiên, đây là một dự luật mà thôi, vẫn phải được thông qua ở Hạ viện, Thượng viện rồi đến Tổng thống ký. Bây giờ đây thì chúng ta thì Tổng thống vẫn là Tổng thống Joe Biden, chúng ta phải chờ cho nên Trump nhận chức. Thì là lúc đó thường nghĩ là mới bắt đầu là nói tới việc bỏ phiếu cho dự luật này. Và chúng ta cũng thấy được là Cynthia Lumos, thượng nghị sĩ mà đưa ra cái dự luật này thì ngày nào cũng nói đến dự luật này các bạn bà đức là muốn dự lương này được thông qua và đây là cái điều quan trọng nhất đối với bà nó không phải là một cái lời hứa suông khi mà trump đang ứng cử các bạn đây là một điều mà ở cái mức độ quan trọng đối với một số nghị sĩ hiện bây giờ và đối với tổng thống trump đó, thì chúng ta thấy được là đội ngũ của tổng thống trump đang thảo luận với những giám đốc điều hành trong ngành crypto để quyết định liệu một vai trò chuyên về crypto trong nhà trắng có cần thiết hay là không đồng thời xem xét các ứng viên tiềm năng và nếu như mà thực sự là cần thiết đó, đây sẽ là một vị trí đầu tiên tại nhà trắng mà chúng ta có một cố vấn chuyên về lĩnh vực crypto các bạn và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vòng quanh thế giới để mình nói về một số những quốc gia. Chúng ta cũng đã thấy được hôm nay đã có thông tin là Vương quốc Bhutan đã có 39% GDP của họ nằm trong Bitcoin rồi. Hiện tại đó họ đang nắm giữ là khoảng 1,14 tỷ đô la Bitcoin. Điều này đó thì nghe có vẻ bất ngờ. Nhưng mà để hiểu thêm đó thì Vương quốc Bhutan là một quốc gia nhỏ với cái nguồn năng lượng thủy điện sạch và rẻ. Họ đang bán năng lượng này cho Ấn Độ và giờ đây đó họ cũng có thể sử dụng năng lượng đó để đào Bitcoin, giảm cái sự phụ thuộc vào Ấn Độ và tạo ra nhiều tự do kinh tế hơn. Tính đến tháng 9 thì uh, Buton hiện đang đào từ 55 tới 75 Bitcoin mỗi một tuần. Và chúng ta cũng có cái thông tin đến từ uh, Trung Quốc các bạn. Tòa án cấp cao Thượng Hải đã phán quyết là các loại tiền mã hóa thuộc tính tài sản theo luật pháp Trung Quốc khẳng định uh, giá trị của chúng như là hàng hóa ảo. Tuy nhiên, tòa án vẫn duy trì lệnh cấm nghiêm ngặt của Trung Quốc đối với việc sử dụng crypto trong các hoạt động thương mại như là phát hành token và giao dịch. Nhiều bạn uh, thì thường nhầm lẫn là Trung Quốc cấm crypto đó không phải hoàn toàn đúng các bạn. Việc sở hữu và chuyển crypto hoàn toàn hợp pháp ở Trung Quốc. Luật chỉ cấm phát hành token, cấm sàn giao dịch và sử dụng crypto như tiền tệ hợp pháp mà thôi. Thì đây là một cái vụ kiện giữa hai người các bạn. Nói chung đó, thì hai người này đã có một cái hợp đồng. Người này sẽ cung cấp cho người kia một dịch vụ gì đó và người kia đồng ý trả cái số lượng crypto này cho dịch vụ đó khi mà hai bên đã không có còn đồng lòng với nhau nữa có nghĩa là người này nói người kia không cung cấp dịch vụ như đã nói rồi người kia nói người này đó không có nói đúng sự thật thì họ đã kéo nhau ra tòa cuối cùng tòa án phán là cả hai điều sai các bạn thứ nhất là không nên có một cái hợp đồng dựa vào crypto làm phương tiện thanh toán cho nên trên căn bản đó, thì hợp đồng này đã không có hiệu quả từ ngày đầu tiên và cái người cung cấp dịch vụ phải trả tiền trở lại cho cái người mà thuê dịch vụ coi như chưa hề có hợp đồng này nhưng mà đây không phải lần đầu tiên các bạn trước đây chúng ta cũng đã có những cái vụ tương tự ở những cái thành phố khác ở trung quốc tôi nhớ là ở thâm quyến hay gì đó chúng ta cũng đã có một cái vụ kiện vụ kiện này đó là một người đã trộm cắp crypto của một người khác và khi mà ra tòa đó thì cái người mà trộm cắp crypto vẫn bị xử tội các bạn và tòa án lúc đó cũng đã nói là tại vì crypto là một tài sản được công nhận ở trung quốc cho nên cái người mà ăn cắp crypto vẫn phải chịu tội các bạn thấy được là Trung Quốc thì vẫn đang cấm những sàn giao dịch nhưng mà chúng ta cũng đang thấy được ở Hồng Kông thì lại đã bắt đầu cho phép rồi hy vọng là Hồng Kông là cái sự khởi đầu và Trung Quốc sẽ sớm mở cửa các bạn từ năm 2017 họ đã cấm tới bây giờ rồi chúng ta bây giờ hãy nói tới Liên hợp quốc các bạn hơn 24.000 nhân viên của Liên hợp quốc sẽ được trang bị kỹ năng blockchain khi mà Liên Hợp Quốc mở rộng học viện của mình được phát triển hợp tác với lại Our Grand Foundation để xây dựng một tương lai bền vững và công bằng hơn. Chúng ta cũng có Brazil các bạn, ngân hàng Trung ương Brazil triển khai giai đoạn 2 dự án tiền kỷ thuật số Red hợp tác với lại Chainlink, Microsoft, Banco Inter và Sevencom. Mục tiêu là ứng dụng blockchain để mà cải thiện giao dịch quốc tế và chuỗi cung ứng. Banco Inter dẫn đầu triển khai, Microsoft hỗ trợ hạ tầng đám mây, còn Chainlink cung cấp công nghệ CCIP các bạn. Giai đoạn này kéo dài đến năm 2025 hướng tới tích hợp tài sản số và trái phiếu chính phủ vào tài chính của Brazil. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới El Salvador thì chúng ta thấy được là Bitfinex Securities đã hợp tác với lại NextBridge. Digital Financial Solution tại El Salvador để ra mắt một cái công trái phiếu Hoa Kỳ token hóa với mã là USTBL được quản lý theo luật tài sản số của El Salvador. Sản phẩm này mang lại lợi suất là 5,02% mỗi năm, được bảo chứng bởi quỹ ETF của BlackRock và cho phép mua bằng USDT hoặc là Bitcoin. Token USTBL này được phát hành trên mạng lưới của Liquid như là mạng lưới tầng 2 của Bitcoin các bạn. Với giai đoạn đăng ký đó từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 29 tháng 11 Mục tiêu huy động 30 triệu USD Sau đó token sẽ được giao dịch trên sàn Bitfinex Securities Các bạn thấy được là ở Hoa Kỳ đó Chúng ta cũng có những cái quỹ giống như là quỹ Builder của BlackRock Nhưng mà cái quỹ đó không phải cũng có thể tham gia vào để mà mua cái token hóa công trái phiếu của Hoa Kỳ được Nhưng mà điều mà thật không nghĩ đến á, mà đã xảy ra rồi giống như là những quốc gia, những người mà họ có thể mua công trái phiếu Hoa Kỳ Họ hoàn toàn có thể lại token hóa tài sản đó dựa theo luật của quốc gia của họ Và trong trường hợp này đó chính là El Salvador các bạn Và chúng ta cũng có là Bitwise Aptos Staking ETP đã được niêm yết tại Thụy Sĩ các bạn. Đây là một cái quỹ nó tương tự như ETF nhưng mà nó là một cái quỹ mà cho các bạn có được lợi nhuận từ staking Aptos. Quỹ này đó thì đảm bảo là token Aptos được dự trữ trong ví lạnh. Và đây là lần đầu tiên Bitwise ra mắt một sản phẩm ETP tại châu Âu kể từ khi họ mua lại công ty ETC group và chúng ta chuyển qua nước Nga đi thì nước Nga đã đề xuất áp thuế là 15% đối với thu nhập từ giao dịch và đào crypto, coi crypto như là tài sản để mà tính thuế. Thu nhập đó từ đào Bitcoin, đào crypto sẽ bị đánh thuế dựa trên giá trị thị trường tại thời điểm nhận được nhưng mà được phép trừ chi phí đào. Các giao dịch crypto được miễn phí VAT, nghĩa là cái phí tăng giá trị lên, thu nhập vào giao dịch crypto sẽ chịu mức thuế thu nhập cá nhân tối đa là 15%, tương tự như là giao dịch chứng khoán thì cái phần trăm thuế này đã vẫn thấp hơn là cái dự kiến từ Hàn Quốc các bạn. Hàn Quốc dự kiến là áp thuế 22% lên lợi nhuận từ crypto từ tháng 1 năm 2025. Đảng Dân Chủ Hàn Quốc dự định áp dụng cái mức thuế này đối với lợi nhuận từ crypto sau nhiều lần trì hoãn trước đó các bạn và để giảm bớt tác động lên những nhà đầu tư nhỏ lẻ đó thì cái ngưỡng miễn thuế sẽ được nâng từ 2,5 triệu won nghĩa là khoảng 1.795 đô la lên tới 50 triệu won nghĩa là khoảng 35.919 đô la. Quỹ ban thuế của Quốc hội dự kiến bỏ phiếu về đề xuất này vào ngày 25 tháng 11, sau đó là phiên xem xét của toàn thể Quốc hội. Kế hoạch cũng bao gồm các biện pháp hỗ trợ tính toán thuế, chi phí mua vào không rõ ràng nhằm thúc đẩy tăng trưởng và ổn định trong lĩnh vực crypto ở Hàn Quốc các bạn. Thì chúng ta nghe nói thuế và thuế và thuế thì không biết là nhiều bạn cũng comment nói là cứ đánh thuế đánh thuế gì vậy hoài thì giống như cũng không phải là được tốt lắm. Nhưng mà thật ra nghĩ cái cách tích cực hơn khi mà quốc gia đã chấp nhận cho đóng thuế rồi thì có nghĩa là họ đã chấp nhận tài sản này rồi các bạn và khi mà tiền thuế đó đã được tính vào ở trong cái chi tiêu ngân sách rồi đó thì hầu như rất là khó để loại bỏ tài sản đó tại vì loại bỏ tài sản đó một ngày nào đó giải như là Hàn Quốc nghĩ đến việc là sẽ loại bỏ crypto thì cũng rất khó các bạn tại vì nếu crypto rất là lớn ở Hàn Quốc và họ thu thuế rất là nhiều thì họ phải nghĩ đến chuyện là nếu như mà muốn cấm crypto lúc đó thì ngoài việc là những cái khác nó nói tới đó còn liên quan tiền thuế sẽ bị ảnh hưởng nữa cho nên nghĩ cách tích cực thì đóng thuế là một cách là quốc gia công nhận tài sản đó nhưng mà về hàn quốc đó thì vẫn cần phải có nhiều cải tiến các bạn Thuận hiểu đó là ở hàn quốc chúng ta có rất là nhiều người đầu tư crypto nhưng mà về cái luật đó thì bây giờ giống như là ceo crypto hoa nói ở hàn quốc thì hiện bây giờ họ vẫn không cho phép bitcoin spot và futures etf và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuần hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. như mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit OKX, XM, Binance, Linex và một số những dịch vụ khác như là bạn đang thấy trên màn hình. Nhưng bên nào mà sử dụng sao giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.